từ trước đến giờ mình đã sử dụng được rất nhiều những cái loại kem dưỡng da khác nhau, và nhưng mà thực sự đây là cái sản phẩm kem dưỡng da mà mình ưng ý nhất. Mình mới sử dụng được có 5 ngày thôi mà da mình lúc nào cũng căng và mọng, và cái lọ rất là đầy, chúng ta có thể sử dụng được 8 tháng nhá mà không hề bị độn đáy các bạn ạ. Cái kem dưỡng da này thì chúng ta lên thoa sau cái lớp kem nền, trước khi bôi kem nền. Đó, nó rất là mọng da này. Mà cái kem dưỡng da này chúng ta cũng bôi buổi sáng và buổi tối mỗi ngày nhá. Nó sẽ làm mờ nám và tàn nhang, sẽ kít lỗ chân lông. Các bạn có thể thấy hiệu quả của nó sau 5 ngày sử dụng, da lúc nào cũng căng mọng luôn. Đó, nó rất là bóng này. Sau đó chúng ta cũng vỗ nhẹ nha.